Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch chồng dịch, thiếu thuốc và tư y tế, hàng loạt các bác sĩ và nhân viên y tế phải xin nghỉ việc. Thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với những áp lực lớn trong hệ thống y tế công lập. Và chính vì thế, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đang kiến nghị các giải pháp ứng phó với nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực y tế. Cụ thể, Sở Y tế đề xuất triển khai thí điểm các cơ chế chính sách nhằm củng cố và nhân rộng mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng đồng thời kiến nghị sớm có hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để củng cố hoạt động tự chủ của các bệnh viện theo nghị định số 60 2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Về lâu dài ngành y tế thành phố cũng cần có những cơ chế chính sách để thu hút và giữ chân nhân viên y tế công lập. Đại diện ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, việc chảy máu chất xám ở các tuyến y tế công lập đang đặt ngành y tế trước nguy cơ khủng hoảng do thiếu nhân lực đảm đương nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, dẫn đến đứt gãy hệ thống y tế. Dịch Covid-19 dù đã được kiểm soát ổn định, nhưng nguy cơ bùng phát trở lại vẫn luôn là mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh đó, bệnh sốt xuất huyết tại các tỉnh phía Nam và tại thành phố Hồ Chí Minh đang tăng. Vì thế các tỉnh thành cũng đang kiến nghị nhiều giải pháp nhằm giữ chân nhân viên y tế.